túi nè, túi là mẹ chồng của cô nè, cô là dâu nè, thì nhiệm vụ của cô là pha trà rót nước là nhiệm vụ của cô. Ủa mẹ nói gì kỳ mẹ, hồi đó giờ nhiệm vụ ở nhà ai làm? Má. Rồi được ai rửa chén? Má. Ai nấu cơm? Má. Thì giờ giữ nguyên gì đi, tự nhiên cái người mới về cái đùng đẩy cho người mới hết trơn. Má tính ai mà cũ không biết ba mới hả? Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ cô là dâu. Ủa làm dâu mà chứ phải ở đỡ, người ta ở đỡ thì ở đỡ đâu phải vậy, nhưng mà cô nhiệm vụ cô là cô phải lo vậy thôi. Cô tên là Nguyễn Kim Thủy, 64 tuổi, ở Cà Mau, Nam Căn. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ. Chào anh Nguyễn Linh với chị Lê Lộc. Em tên là Sĩ Trúc Ly, 35 tuổi. Em cũng đến từ Cà Mau, Nam Căn. Tức là hai mẹ con từ Nam Căn lên đây tham gia chương trình. Dạ. Trời ơi, rất là hạnh phúc. Cảm ơn rất là nhiều. Chị làm dâu của mẹ được bao năm rồi? Dạ, khoảng 10 năm. Wow, mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ, ba bé rồi chị. Trai gái chắc có đủ chị ha? Dạ, ba đứa gái. Trời ơi, ba công chúa rồi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô có ấn tượng gì cô gái này không? Trời ơi, hồi lần đầu tiên đó, con trai dẫn dâu tương lai về đó, là cái tôi đang mua thao để mình máng lên, sửa sạn là nhà cũng có cái đám cưới. Nhà rồi cái nó nói bác ơi bác, bác rưa đi con treo cho, con treo lên giùm cho bác. Cái tôi nói là thôi kệ, mình nói trong bụng đi, mình nói đâu để thử coi cái nó có biết không, nó có biết làm dâu cái là không. Bởi vì già đúng rồi, hồi đó nó ở nhà của xui đó, thì nó chỉ là đi học thôi, nó không biết làm gì hết trơn á. Cái sao mà mình nghĩ cái mình đưa nó làm chỗ nó treo lên rất là đẹp luôn, quá vừa ý luôn ha. Vừa ý luôn rồi cái một hồi cái đâu cũng xế rồi, cái cũng đói bụng rồi, hơi đói bụng rồi, cái nói bác ơi thôi bây giờ con nấu cơm, chiều nay giờ con nấu cơm cho bác ăn, giờ thích bác ăn món gì, cái tôi nói là bây giờ ăn món gì cũng được hết trơn á, giờ con làm cái gì thì bác ăn cái đấy. Trời ơi, nó nấu một bữa canh chua ô rất là ngon với cá lóc kho tiêu. Trời ơi, ngon hớp. Nghe tả tôi thấy ngon rồi đó. Như dưới Cà Mau á là nấu cơm mà nấu bằng củi á, bằng dạ than. Đúng rồi, hồi đó nấu bằng than. Đúng rồi. Dạ, còn nấu bằng than. Trời, nấu rất ngon. Là ngon, cơm cháy, khét nấu khét cơm cháy. Dạ, 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 đúng trời rồi. Vậy thì mình ưng bụng với cô ngay cái lần đầu tiên luôn. Dạ, đúng rồi, ưng bụng. Dạ, rồi cái qua 3 tháng sau thì nhà mình có cái đám gả con gái. Cái nó điện về, nó nói bác ơi, ở nhà đó bây giờ bác nấu món gì vậy bác? Có làm nấu bao nhiêu món? Cái mình nói là bác cũng không biết nữa con, thôi bây giờ đâu để con sắp xếp đi, cái thử coi cái nó làm sao ha. Cái mua bồn bồn nè, rồi mua ngó sen nè, ôi rồi chén tổ nó mua nó gửi về một đống luôn. Nói ủa trời ơi sao kỳ vậy trời, nó nói thế để vậy đó con gửi vậy. Thấy là lần đầu tiên làm thấy là mẹ chồng rồi. Dạ, ấn tượng luôn đó. Lấy lòng được mẹ chồng rồi. Không biết chị với mẹ chồng có ấn tượng điều gì không? Em nói chung lần về đầu tiên thì em chung là cũng đi chung với bạn bè lắm, mà đi về lúc đó mẹ hiền lắm. Nhìn mẹ hiền, nói chung là hiền dữ luôn á. Mà ở nhà cũng ở chợ nha, mà nhìn mẹ nó bụng trời sao nhìn giống dân ở trong U Minh quá vậy, sao mà thấy cù lằn dữ vậy. Em tưởng tượng nữa em về làm dâu chắc mẹ khó như mấy bà già chồng xưa á. Sợ, đâu không dám nói chuyện gì hết trơn á. Rồi cái thấy mẹ làm vậy nó cũng đi vô làm mình lấy lòng mà. Rồi mình về làm dâu làm sao? Nói chung đó giờ em về làm dâu 10 năm chứ, nói chung là mẹ ha không có la em. Chưa la. Dâu 10 năm không la lần dạ, nào không luôn. Không la lần nào chứ. Nấu nướng rồi nói chung á, em nấu nướng thì nào mẹ ăn được thì mẹ ăn, mẹ không được thì mẹ kiếm món khác mẹ tự làm mẹ ăn à. Chứ mẹ không nói chứ gì. Chứ mẹ không nói gì, nhiều khi hỏi mẹ ơi. Nhiều khi thấy nhiều khi mẹ ăn không được á, cái hỏi mẹ, giờ mẹ em muốn ăn gì mẹ nói đi, con đi chợ con mua con nấu cho mẹ ăn liền nè. Giờ mẹ kêu con đi, mà hồi đó giờ em đi chợ mẹ cũng chưa khi nào mẹ kêu rồi con mua cái này nấu cho mẹ ăn ha, mua kia gì chứ không có. Nhiều khi mà nghe mẹ kêu cái mừng hơn là được vàng nữa. Nhưng mà cô những cái lần mà cô ăn không vừa miệng cô có góp ý chị không? Cũng có đó con. Dạ. Có đôi khi lắm lúc là bị gì cô thì ăn nó hơi mặn. Dạ. Đó thành thử ra nó nấu cái lạc lạc cái nó con nấu cái này lạc quá cái mẹ ăn không được. Dạ. Cái bắt đầu cái nó nấu món khác cho cô ăn. À. Nói nào cho ngay là nó như vậy đó. Dạ. Cô với chị hợp nhau nhất điểm gì cô? Hợp nhau là khi mà mẹ với con ngồi tâm sự gần với nhau, tâm sự chứ hay diễn TikTok. Hả? Diễn TikTok là sao cô? Thì diễn vui cười rồi cái mà cái TikTok trên Facebook rồi vậy nó ưa tải về chứ. Biết em biết TikTok mà em thấy cô diễn là hơi lạ luôn á. Dạ. Mình làm thử một đoạn nào coi. Làm thử đoạn nào đó mình hay làm coi. Cho em lấy cái đậu cụ được không? Có, cho mình cái điện thoại coi. Cho con bé kia để ở ngoài. Rồi lấy đậu cụ luôn. Trời ơi.
Hay quá. Diễn riết có đạo cụ luôn á. Câu chuyện này tên gì nè, tiết mục tên gì? Thôi em diễn đại em cũng không biết, không biết tiết mục, không biết tên gì đó. Thôi tiết mục mẹ chồng nàng dâu rồi, đi. Rồi, tiết mục vậy đó. Rồi. Rồi. À, tôi nè, tôi là mẹ chồng của cô nè, cô là dâu nè, thì nhiệm vụ của cô là pha trà rót nước là nhiệm vụ của cô. Ủa, mẹ nói kỳ mẹ. Hồi đó giờ nhiệm vụ ở nhà ai làm? Má. Rồi được ai rửa chén? Má. Ai nấu cơm? Má. Thì giờ giữ nguyên vậy đi. Tự nhiên cái người mới về cái đùng đẩy cho người mới hết trơn. Má tính ai mà cũ không biết mà mới hả? Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ cô là dâu. Ủa? Làm dâu mà, chứ phải ở đỡ. Thế là ở đỡ thì ở đỡ đâu phải vậy. Nhưng mà cô, nhiệm vụ cô là cô phải lo vậy thôi. Rồi em xin nói. Dạ xin chào. Dễ thương quá. Sao mà diễn y như thật luôn á. Hai mẹ con phải hợp với nhau lắm mới diễn được vậy luôn á. Đó, đây là cặp gọi là song tấu mẹ chồng nàng dâu đầu tiên á. Rồi mình hợp nhau về cái gì nữa? Cách ăn mặc á, em với mẹ hợp. À, ăn mặc hợp. Khi đồ đạt mẹ mua á, mẹ em mua là mẹ vừa bụng à. Nói cho Quyền Linh với cháu Lê Lộc nghe nha. Dạ. Cái ngày lễ đó, ngày 8 tháng 3, cái nó tổ chức. Tổ chức cái đâu có hay đâu. Nó trang nghiêm đồ dữ luôn á, đồ ăn đồ dữ luôn. Cái đó nó xong rồi kêu mẹ ơi mẹ, mẹ mời mấy dì, mời mấy bà mợ đồ lợi với mấy thiếp rồi lại chơi đi mẹ. Cái hỏi ủa cái gì mà bữa nay con làm cái chuyện gì mà sao mẹ không hay vậy? Bữa nay con tổ chức ngày 8 tháng 3, cái con tặng cho mẹ một chiếc vòng nhưng mà không có mang theo. Trời ơi. À, thương quá hả? Nó vậy đó. Em có thấy điều gì mình chưa hợp với mẹ không? Chắc ăn uống hay mẹ ha. Chỉ ăn uống thôi hả? Dạ. Tại vì nhà em thì em thích ăn ngọt, mẹ thích ăn mặn. Nhưng mà mẹ thì mẹ có tật bệnh hơi lên máu. Cho nên em không có cho mẹ ăn. Bởi vì khi em nấu lạc cái kia mẹ ăn cái mẹ không ăn, nó trời mẹ già cả rồi mẹ còn ăn mặn lên máu đó. Rồi có phải như vậy thì mình phải nấu riêng hả chị? Không, không nhiều khi em cũng cũng nấu chung vậy đó. Nhưng mà bữa nào kiểu như lâu lâu mới cho mẹ ăn mặn một lần rồi cái múc ra riêng cái như mẹ ăn thì mẹ niêm vô thêm vậy đó. Mẹ ăn vừa miệng. Vậy có điều gì mà mẹ chưa hài lòng ở con dâu không? Có chứ. Dạ. Có đôi khi chứ không phải là nói là không có thì nói là không đúng phải không? Dạ, dạ. Nhưng mà phải có. Có một lần đó đó là hai vợ chồng nó hơi buồn. Buồn với nhau. Rồi nó không có nói chuyện. Rồi sáng ra cái sao nhìn thấy nó buồn quá à. Cô mới nói với thằng con trai á. Dạ. Nói con à, sao mẹ thấy vợ con buồn quá mà không biết mẹ có phật lòng với vợ con cái gì không? Mà sao vợ con nó buồn buồn nó không nói gì chứ. Cái bữa đó cái buổi trưa, cái nó nói với vợ, không biết nói với vợ sao đó. Cái hai vợ chồng lại xin lỗi. Nói con xin lỗi mẹ, rồi con làm cho mẹ buồn. Rồi bởi vậy nhiều khi lắm lúc cô thấy cô cũng thương thương. Vì con nó còn nhỏ mà, tuổi trẻ mà, thành thứ ra nó cũng còn bồng bột. Thôi mình cũng nên thông cảm cho con. Bởi vì cô chỉ có một thằng con trai thôi. Yeah. À, con trai một đúng không? Dạ con trai một mà hiện giờ nó đang làm kỹ sư xây dựng. Thế con dâu cũng rất là hiểu mẹ chồng. Dạ. Và cũng như thật sự là rất là nhạy cảm. Dạ. Thì thấy sơ nét mặt của mẹ mình đã hiểu rồi ha. Dạ. À, còn cái chuyện chăm sóc con cái đó thì mình chăm sóc hay là mẹ chồng chăm sóc? Mẹ em chăm sóc nhiều hơn. Tại vì em tối ngày em mưa đi tẹt tẹt tẹt. Mẹ chắc có nhiều khi nó có khách đó. Rồi đi cái nhà nhầm khi mẹ lo, chung em cũng lo, mẹ cũng lo nữa. Nhưng mà mẹ thì ở nhà nhà với hai mấy con em thì nhiều hơn. Tức mẹ lo là chính, chăm sóc là chính. Dạ. Dạ. Có bao giờ mình tranh luận về cái việc chăm sóc con mà hai người không hợp nhau không? Dạ không. Nói chung là 10 năm như thế là rất là tuyệt vời luôn á. Dạ. Có những mẹ chồng nàng dâu qua 10 năm nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Thậm chí có những xung đột nó lên đỉnh cao luôn. Dạ, dạ. Nhưng mà giải quyết rồi thì nó sẽ hết thôi. Dạ. Còn hai mẹ chồng này giống như hai người bạn với nhau, rất là thân với nhau luôn. Chắc hai mẹ con mình có nhiều kỷ niệm với nhau lắm đúng không chị? Dạ. Em nhớ có kỷ niệm lúc mà 8 tháng 3 á. Cái lúc đó ba em còn sống. Cái sáng đi chợ cái mua nhánh bông. Vậy là tính là đưa cho ba tặng. Mà tại vì thường ba em sáng là ông đi một lèo tới chiều luôn vậy đó. Nhưng mà nghỉ bữa 8 tháng 3 chắc ba về sớm. Mà ba không có về sớm, ba đi nhậu với bạn luôn. Cái mua nhánh bông về đâu đem vô nhà đâu. Tính đợi ba về đang đưa cho ba đem cho tặng cho mẹ thì chắc mẹ là sẽ vui hơn. Cái máng vào chiếc xe tới xế luôn. Sợ nhánh bông nó héo mà ba chưa về. Thấy gì đem vô tặng cho mẹ luôn. Trời ơi tiếc ghê. Tại vì lần em xã cô là mất mới chưa được 2 năm. Ồ dạ. Nếu ở nhà mà có chuyện gì buồn thì ai sẽ là người tâm sự trước? Em. Em. Nhiều khi làm cái chuyện gì mình cảm thấy nhiều khi mẹ buồn á. Tại vì mẹ buồn là em nhìn đến mặt mẹ biết à. Cái thấy mẹ buồn cái là bộ cũng kiếm chuyện này chuyện kia vậy đó. Nhiều khi đặt chuyện luôn.
Đặt chuyện sao chị? Dạ, đặt chuyện cái em mới bộ đi chợ cho nó mẹ nát mới gặp cái ông làm chuyện mắc cười lắm, mới kể cho mẹ nghe cái mẹ cười là cái mẹ hết giận. Hay là đi cái lâu cái thấy mẹ giận hay cái ra cái kiều kiều bóp vú một cái như là hết giận. Nó thường xuyên đó. Dạ. Thường xuyên vậy. Cái con đôi khi vậy đó nha, cứ nó làm cô cũng hết hồn. Dạ. Nó hát kêu mẹ. Nó hỏi tờ cái gì vậy? Cô hôn miếng cái coi. Nó đè nó ôm nó hôn thô là hôn vậy đó. Cô giật mình luôn đó. Dạ. Con sao riết rồi con nhõng nhẽo quá trời. Cái đó là cái tuyệt chiêu của cái cô dâu đó. Dạ đúng rồi đó. Linh nghĩ rằng là nhiều cô dâu phải xem học hỏi những kinh nghiệm này. Đôi khi về nhà mình tự đặt một câu chuyện nào đó, tự tạo một cái niềm vui nào đó, tự bất ngờ đó, không phải là chúng ta cần phải có tiền mới mua quà mới tạo niềm bất ngờ đó. Thí dụ như câu chuyện như nãy, giật mình đó, thí dụ đó. Trời ơi, thí dụ vậy thôi ha. Thấy câu chuyện này rất là hay. Nhưng mà chị có những cái điều nào mà giấu mẹ, chưa từng chia sẻ với mẹ không? Có, bà nàng nói mẹ nghe này mẹ. Mẹ đừng có chửi con nghe. Em thì em cũng làm, em cũng bán hàng trên mạng nữa. Cái mua cái nhiều khi là em nhiều khi nhà em làm nhưng mà nhiều khi em lấy của người ta nữa. Cái nhiều khi mẹ biết em lấy của người ta, cái mẹ dặn lấy cái kỹ cho con thôi. Nhiều khi người ta lừa gạt mình đó. Cái nó không có đâu mẹ, dễ gì người ta lừa gạt. Cái mua học dịch lộn, học gà ác mà nó lộn á. Dặn ba lấy con úp mề thôi. Ba đưa xuống 190, cũng trong đó cũng có một số úp mề với một số nó gõ mỏ luôn. Đem xuống về sạn giao cho khách mà nghe nó kêu chít 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 chít. Nhìn kiếm hoài cái kê cái chiếc gà vô trong lỗ tai nghe. Hèn chi nói đây. Thì cái xong cái ở nhà có con gà mái nó đẻ nữa. Cái sợ mẹ la không biết sao, sợ quá cái em với nhỏ cháu mới thôi đừng nói cho nội nghe, mà lúc đó mẹ ngủ. Cái lửa trứng nào nó gõ mỏ, cái đem dở gà kia vô bỏ vào trứng ấp. Cái đầu chừng mười mấy ngày sau nó nở ra, cái mẹ ra mới nói trời ơi, ủa sao ở nhà đâu gà ta mà sao giờ nào nở ra gà ác không vậy? Đặt cái mẹ hỏi nhớ không? Là giấu mẹ tới bây giờ luôn. Bữa nay đó nó mới khai đó Quyền Linh. Bữa nay lọc đó. Dạ. Bữa nay nhờ có cái chương trình này nó mới khai đó. Tức chứ không rồi nó không khai luôn. Tức công cô. Hả không? Bởi vì là con biết không, cái chuyện đó là đã dĩ lỡ rồi. Dễ thương mà. À, viết trong cái trứng đó là mình đâu có biết được là nó già hay nó trẻ ở trong. Dạ. Mày lấy trứng gà đó, lấy lộn vịt nó mệt lắm. À, hai người bạn này thân rồi nha. Hai bạn này dễ thương đó. Có bao giờ hai người nhậu chung không? Dạ có. Ồ cái gì chứ, cái đó có. Nó bạn đó. Bạn nó lại nhậu cái mẹ vô đây cái con giới thiệu bạn con. Cái mẹ uống với con miếng đi. Thôi 50 đi mẹ. Thôi cũng nghe theo con uống 50 luôn. Trời ơi, mẹ cũng chịu chơi luôn. Chịu chơi luôn, bởi vì có bạn bè của con mà mình phải làm vui cho con. Bữa nào ra rủ mẹ nhậu tay đôi coi. Mẹ em thì nhậu dở lắm, chừng nửa lon là mẹ em xỉn rồi. Em thì mạnh. Bây giờ thử xem con trai cô nói điều gì giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nha. Trong cuộc sống của mỗi gia đình này thì nơi đâu cũng có những xung đột xảy ra trong gia đình. Nhiều lúc gia mình, bà xã mình cũng làm cho mẹ mình buồn và giận. Nhưng với sự khéo léo của vợ mình thì mọi chuyện đều được sắp xếp một cách ổn thỏa. Hôm nay thì cô có mong muốn một cái sự thay đổi gì con dâu của mình hay không? Thì hôm nay lên chương trình này thì trước hết là cũng mong muốn là cho dâu nó cũng thay đổi và sau này nó có cũng như là nó lo, biết lo làm ăn, chăm sóc vì vợ chồng của nó là sống được hạnh phúc vậy. Chị có mong muốn mẹ điều gì không? Qua chương trình này thì con cũng mong muốn mẹ, sắp tới mẹ muốn ăn cái gì hay gì đó mẹ nói với con, là con mua về con nấu cho mẹ ăn. Cái nhiều khi con mua về những thứ con mẹ không thích thì mẹ không ăn nữa, cái con buồn. Thì đó thôi, quá đơn giản. Vậy thì nói với con dâu nha. Tuần sau á là đã muốn ăn cái này đó, mày nấu thử tao cái mặn ngọt gì cũng chia sẻ sẵn với con dâu nữa. Còn một chút không đáng kể. Rồi cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình, một kỷ niệm để nhớ về chương trình mẹ chồng nàng dâu gửi tặng cô. Mời cô giới thiệu về mình ạ. Dạ cô, tôi là Nguyễn Thị Pha, năm nay sinh sau 1963, ở quận 8, phường 4. Dạ xin mời anh ạ. Dạ xin chào MC Quyền Linh và MC Lê Lộc và quý vị khán giả. Em tên Hồ Minh Tâm, sinh năm 1992, hiện tại là ở chung với mẹ vợ. Em làm rể bao năm rồi? Dạ em làm rể nếu mà tính thời điểm hiện tại là bây giờ là khoảng 5 năm. Mình có mấy bé rồi anh hả? Mình cũng có một bé, bé gái. Dạ. Lớn chưa? Dạ cũng được 4 tuổi.
Cái ngày đầu tiên cô gặp con rể tương lai của mình á, cô chưa biết là con rể, thì cô cảm nhận gì về chàng trai này? Con ở nhà cũng nghe con gái nó có quen bạn trai mà chưa dắt lại về nhà. Ngày bữa bán ngoài chợ, cái con gái nó dẫn rể ra, bữa đem cơm cho mẹ ăn. Nó nói mẹ, bạn trai con mẹ thấy vậy thôi. Rồi nó đi cơm mẹ ăn rồi xong rồi nó gật đầu nó chào mẹ rồi mình thấy là nó giống gái mình mà quá, hai người giống một mặt á. Thấy có cảm tình, thằng này chắc nó hiền. Gương mặt phu thê. Phu thê vậy đó. Thằng miếu hiền ngay từ đầu luôn. Thấy nó dắt lại xong giống cái mặt con gái mình quá. Thôi thấy được quá thôi kệ cho nó quen. Còn cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ á, anh cảm nhận điều gì? Tại vì lần đầu tiên đứng ở ngoài ngõ không dám vô nhà. Nhưng mà khi mà ấn tượng lần đầu là do mẹ kêu thôi bây giờ kêu vô nhà ăn cơm. Lúc đó rung lắm. Rung lắm. Đó, nên từ đó lấy được cái âm tình của mẹ. Rung là sợ gì mà rung? Tại vì mình lạ nước lạ cái mà quen con gái của mẹ nữa nên đâu dám vô nhà, hồi hộp lắm, lo lắng. Khi mà lần đầu tiên mà mẹ rủ thôi con vô nhà bác ăn cơm. Rồi lúc đó thấy có vô ăn không? Dạ có. Ăn mấy chén? Dạ, bữa đó là mẹ nấu hình như là nhiều lắm. Mà em ăn mấy chén? Hình như là một nồi luôn. Một nồi. Thấy có lúc còn rung không? Lúc đó là cũng còn rung. Còn ăn mà ăn một dạ, nồi luôn? Ăn một nồi luôn. Đó, nên hồi xưa là ốm lắm. Nên bây giờ mẹ kêu thôi, con cứ ăn ăn đi. Hồi xưa nó ốm, gọn, đẹp bởi. Trai lắm, thấy được. Mới gả gái mà. Dạ. Phải thấy giờ chắc không gả. Thấy giờ. Nhưng ăn xong có rửa chén rửa gì phụ mẹ vợ gì không? Cũng có. Ghệ mà luôn lúc nào cũng muốn lấy cái điểm á. Lấy cái điểm nhấn. Ghi điểm liền á. Dạ, ghi điểm liền. Lắm. Dạ. Vô nhà ăn là rửa chén làm chuyện đó mà. Xuyên lúc đó thôi đúng không? Dạ. Bây giờ cũng còn xuyên nữa. Ủa vậy hả? Lúc về làm rể sao? Nói chung thì lúc về làm rể thì thấy nó cũng hơi lạ lẫm một xíu. Tại vì đâu phải nhà mình. Từ từ thì một thời gian thì nó cũng quen dần. Đó, cảm thấy nó hết rung rồi. Những cái ngày đầu là hai mẹ con mình có hợp nhau không cô? Ăn rể này được, nó hiền. Mình hay nói chuyện vui, nói chuyện với nó. Mình hỏi trả lời đó mà. Đi làm gì hay mình hỏi này hỏi kia làm sao làm sao. Nó kể nghe nó tâm sự nhiều hơn. Con gái thì ít kể hơn rể. Để tâm sự nhiều hơn ha. Mình hỏi gì trả lời, còn gái là biết nói lắm. Vậy là hợp với nhau đó. Đó. Kể hết luôn. Dạ kể hết. Hợp nhau ăn uống hợp không? Hợp luôn. Dạ. Ở nhà nấu cái gì dư dư là đưa cho nó ăn, ăn hết à. Hàng chi bự. Dần khi gái nói mẹ nấu ít thôi. Tại vì mình muốn ăn cái gì mình nấu cái nấu phải nhiều. Không lẽ mình nấu chừng tô chén mình ăn sao phải nấu hơn chừng 2-3 tô. Mình nấu ăn dư cái vậy dành nó để lát cho tâm về ăn. Con gái đó là mẹ cái gì mẹ cũng nấu dư đủ mẹ ăn mới nấu dư để cho tâm ăn tâm mập mà cứ mang dư ăn hoài nó còn la. Rồi cái chuyện chăm sóc cháu là hai mẹ con mình có hợp nhau không cô? Cũng hợp. Dạ. Nói là mình là sanh con mấy tháng vậy nó đi làm đi chở đồ về cái trưa ấy vậy mẹ quần tả của con lâu của con lâu mẹ con nói đó nhờ tắm lấy đi vàng của mày mà lấy đi mà dẹp đi mà sợ nó lấy vàng cất thì mà lâu mày hỏi hoài lần đầu chưa gì vậy nó lo nó sợ mẹ giặt giật á. Liệu để nó cho nó vậy nó giặt không? Trời ơi anh tự mày. Anh tự giặt luôn hả anh hả? Dạ đúng rồi. Chưa nó đi làm vậy chưa nó về, lúc có con chưa lại về nhà, có về đi làm có chịu đi làm nữa. Thường mấy chàng rể ở nhà vợ á hay là nhạy cảm chứ nhiều khi làm rể em cũng ngại đó. Dạ. Em là em ngại như thế rồi em có phụ ba mẹ ví dụ như giặt quần áo nè, lau dọn nhà cửa này kia không? Dạ, cái lúc đầu thì hơi ngại nhưng mà theo cái thời gian dần thì nó cũng quen. Giờ vẫn làm bình thường luôn? Dạ, giờ vẫn làm bình thường. Em có giặt đồ cho mẹ vợ không? Dạ, cũng có, tại vì bỏ vô máy giặt giặt. Hết thùng mới mừng hụt. Anh thấy có mấy chàng rể là giặt tự giặt tay luôn á, giặt tay cho mẹ vợ luôn á. Có lần là cũng có giặt đồ cho mẹ vợ là cái lần mẹ bệnh ở nằm bệnh viện. Thì có cái nhớ cái lần đó là chỉ có giặt cho mẹ ngày đó thôi. Có giặt có ngày thôi? Dạ chỉ có ngày thôi. Lâu lâu á, vợ bồ mình giặt ngày hai ngày vậy cho mẹ vui thôi. Dạ. Thật sự cái đó nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề là cái niềm vui của người lớn, ta thấy trời con rể tôi giặt đồ, ta rất là cảm động. Anh với mẹ có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Mẹ hay la, ghể con gì cũng la hết. Nên mỗi lần mà hai đứa hai chồng mình đi làm về mà cứ mẹ cứ vừa vô mở cửa ra mẹ la rồi. Đó, nên bây giờ cả xóm
Chỉ là cả bên vợ đặt cho mẹ một cái biệt danh kêu bằng Sao La. Sao La. Sao La. Thì tụi em á, hai vợ chồng á, thôi đặt cho mẹ luôn, mẹ la, cứ lưu vô điện thoại mẹ la luôn. Trời ơi, vậy luôn hả? Dạ. Nhưng mà nếu mà mẹ la là cũng có những cái mà không vừa lòng mẹ, đúng không mẹ? À đúng. Sao mẹ? Tại vì nó đi ra, nó nấu làm nhà cửa đồ dơ, nó không có dọn dẹp, nấu ăn bài cũng đâu, mình dọn dẹp, cái mình tức bực. La, bực dạ. La chứ đâu có gì, là vậy đó. Ngày nào cũng la hết. Đâu có, đâu nữa. Đâu có. Có bao giờ mà la mà giận nó luôn không? Không, không có giận. La cho có thôi. La cho có thôi à. Nó hay, chồng nó hay giận lộn á, nó giận. Rồi nó bỏ ra ngoài. Mình giận, mình la, mình gọi điện kêu nó về. À, la là kêu nó về. Ờ, kêu nó về, về đi. Vợ chồng gì có cái lộn gì đó thì... vợ mày ra trên phòng thì mày xuống đất mày nằm võng thì thôi chứ ra cửa ra đường đi làm chi. Vậy nó vậy đó. Dạ. Chứ nó hay nóng á, nó hay nóng lắm. À. Mày biểu đừng nóng như vậy nữa. Vợ chồng nói nhỏ nghe đừng nóng nữa, đừng bỏ ra đi, mình hay la nó vậy đó chứ. Nhưng đâu mà có ảnh nóng có khi nào ảnh la lay qua cô luôn không? Không. Nhiều vợ người hay nóng nóng mà. Thôi. Nhiều người đang cãi lộn nóng mà cô qua cô can cái người ta lay. Không dám đâu đúng không? Dạ không dám. Thường thì phụ nữ về làm dâu á, chồng la, mẹ chồng la hay giận cuốn gói đi chứ. Mình đàn ông ai cuốn gói đi. Dạ có. Đi đâu? Dạ đi, nói chung thì giận một lúc thôi. Thì đi ra ngoài quán cà phê mình ngồi một khoảng tiếng hai tiếng đồng hồ để tĩnh tâm lại. Để cho mình thoải mái đầu óc để về. Nhớ có một lần là mẹ dặn mua sữa cho con. Và là hôm đó là em về hơi trễ. Nên mẹ trước khi bước vô là mẹ la: mày có mua sữa cho con hay không? Nói dạ con quên rồi mẹ. Dặn là sáng giờ không ấy. Ồ, cứ la như vậy rồi em thấy cảm thấy trong lòng mình nó bực tức, bực bội. Thôi giờ con đi, thôi giờ cuốn gói con đi. Đi ra ngoài, đi ra một nước vậy nè. Rồi xong rồi tĩnh tâm lại cảm thấy mình nó có lỗi quá. Thôi giờ về nhà. Thôi con xin lỗi mẹ. Tại vì tính nóng, bồng bột còn trẻ quá. Thôi xin lỗi mẹ. Mẹ cái tính mẹ thì nói như vậy thôi, la như vậy thôi nhưng mà không có để bụng. Nhưng mẹ la đâu phải la cho mẹ, la là tại vì em không chăm sóc con của em á. Dạ đúng. Đó đâu phải giận mẹ đâu. Trời ơi, con nó chờ sữa mà không đem nhưng về. Nhưng mà nhiều khi công việc của ảnh nhiều quá sao ảnh nhớ nhiều, được. Nhiều chứ phải nhớ tới con chứ. Con mình còn nhỏ mà không mua sữa vậy nó đói rồi nó bệnh rồi sao? Thì biết rồi, mà ý về nhà đang đi làm về mệt cái mẹ la gì. Mệt thì mệt chứ con nó bệnh rồi sao? Nhà chờ sữa đó. Đúng rồi, nó chờ sữa. Nhỏ đâu nhưng mà có gì được. Từ từ nói không gì. Không có từ từ được, chưa nó kịp... nói sao từ từ được. Chưa kịp vô nhà nữa la chứ. Phải la cho nó nhớ đi, mày muốn mua sữa cho con. Nhưng mà tao ở rể tao quê chứ. Rể thì rể quê chứ. Quê con nó chịu chứ ai chịu. Mà này chuyện gia đình người ta chứ phải chuyện. À quên. Tao chú chửi con dữ. Chú cũng bực chứ. Dạ. Chú đặt trường hợp của cô cũng bực chứ. Này chồng tao phải chồng con đâu chú lên. Con làm gì con binh giống như vậy. Người ta là thấy tội nghiệp đó. Phải chi á mà mẹ vợ la cái chuyện của nó thì không nói. Dạ. Con này mình tội đứa nhỏ nè. Dạ, nó đói nhiều khi nó có biết gì đâu đúng không? Mà con cũng thấy tội anh á. Tao mệt. Chú tội nhỏ hơn. Nó còn nít. Mình phải ưu tiên nít chứ con. Trời đất ơi. Em đúng là em bình tĩnh em về em xin lỗi mẹ đó. Dạ. Còn nếu như em không bình tĩnh á, em bực mình em bỏ đi xong rồi mẹ cũng giận em luôn. Từ đó nó sẽ tạo ra cái mâu thuẫn, một cái vết mà gọi là khó có gọi là hàn gắn lại với nhau đó. Từ chuyện nhỏ người ta gọi là xé ra to đó. Thành ra là ở rể rất là nhạy cảm. Chính là làm dâu nó đỡ nhạy cảm hơn làm rể. Dạ. Dạ đúng. Đúng không em trai? Dạ đúng em. Con trai bao giờ nó cũng nhạy cảm nghe hàng xóm nói đó vì nó còn ở rể cái nghe bực mình cái về mà bà vợ nói cái gì cái là coi như cuốn gói đi luôn á. Dạ. Đấy. À, có bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình sẽ ra riêng không? Dạ cũng có. Nhiều khi mình cảm thấy trong lòng mình không có làm gì được cho mẹ. Kiểu là hai vợ chồng sống ở chung với mẹ mà là không có tự lập được. Nên để cho mẹ lo hoài. Mày lo hết đúng dạ. không? Dạ. Nên luôn lúc nào trong tâm tưởng lúc nào cũng nghĩ thôi ra ngoài đi để cho mẹ sống thoải mái. Nhưng mà khi nghĩ lại mẹ có một mình, khi mà hai chồng đi ra rồi thì mẹ lại buồn. Nên thôi bỏ ý định đó luôn. Nấu cho cô một bữa ăn nào chưa? Dạ em nhớ một lần là mẹ nằm viện bệnh cái lần đó là em nấu cháo cho mẹ. Khi mà đem vô trong bệnh viện á cho mẹ ăn thì mẹ cứ tưởng là con gái nấu. Khi mà con gái nói con rể mẹ nấu, mẹ giật mình, mẹ ngỡ ngàng.
làm lần đó em thấy mát trong lòng, tại vì chưa bao giờ mà nấu được một bữa ăn mà có một người khen. Cái hay nè, chưa chắc là em nấu ngon nhưng mà mẹ cảm động về điều đó. Dạ. Đúng rồi. Không cô? Dạ. Vậy mai mốt đúng có rồi. Nấu nữa không? Dạ nấu được bữa đó. Là khi nào mẹ bệnh mới nấu hả anh? Bây giờ nó có hai chuyện rất là hay nha. Một là giặt đồ đúng lần thôi. Dạ. Thứ hai là nấu cháo đúng lần thôi. Dạ. Chứng minh thôi. Ở đây á, Quỳ Linh thấy là con rể cũng rất là hiền. Dạ. Hiền. À, rất là dễ thương, gương mặt cũng rất là phúc hậu. Em làm nghề gì? À, em hiện tại là lái xe. À, tài xế hả? Dạ. Cái tài xế nó lăn lăn, nó vừa nhăn lắm mới nó. Có không? Không. Giờ thì thấy chưa có đó, bỗng sau này mình đâu biết được. Hiền là cái hiền mặt hiền. Chín chín mấy hả? Trẻ quá. Dạ, trẻ luôn. Mới hai mấy tuổi. Rồi có một đứa, rồi giờ có một đứa nữa là nó lo bù đầu là nuôi con, là lấy gì đâu lăn nhăn nổi. Lúc nó lăn còn nổi rồi chi nhăn. Ngồi trước mẹ nè, dạ. Trước khán giả. Em có điều gì trăn trở hay muốn xin lỗi mẹ, hay là muốn điều gì để mẹ thay đổi? Dạ, em muốn nói là ở đây là bây giờ mẹ đã lo cho con cái nhiều rồi. Bây giờ cũng mong mẹ muốn cho mẹ là sống một mình thôi, bản thân mẹ đi. Đừng lo cho con cái nữa, bây giờ mẹ muốn đi đâu mẹ đi. Không có ràng buộc con cái, con cháu nữa. Như vậy thì mẹ thoải mái, em chỉ mong vậy thôi. Nhưng lâu cũng có chở mẹ đi chơi này. Dạ, cũng có. À, khi mẹ đi một mình mẹ cũng buồn. À, tổ chức đi du lịch cho mẹ nữa ha. Dạ. Còn cô muốn điều gì mà muốn nói với con rể của mình không? Mẹ muốn như rể của mẹ thì cũng lo nuôi con, lo làm nuôi vợ vậy thôi, chứ đừng nhậu nhẹt ngoài đường được. Nhậu khuya vậy thôi quá. Đừng nói vậy thôi, chứ mẹ muốn như vậy đó thôi. Là tháng nó nhậu mấy lần? Đi làm nhưng khi lâu lâu có bạn bè rủ đi tuần lễ, đi ngày. Tuần lễ có ngày cũng sao đâu. Có ngày vậy chứ không phải mỗi ngày. Kệ nó, cho nó giao du anh em tài xế nhau lâu, tuần này cũng nhàn này, tuần kia nhàn kia ha. Dạ. Nhưng mà nhậu nói thí dụ như hẹn mẹ 12 giờ hay 1 giờ cho mẹ yên tâm. Rồi cái mình về đúng giờ đó là mẹ khỏe thôi. Dạ, rút kinh nghiệm mà mỗi lần đi nhậu là báo trước thôi, mẹ 11 giờ con về nha mẹ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn gia đình ngày hôm nay rất là nhiều. Linh, hôm nay mới gặp Quỳnh Linh trong một live đẹp. Giống TV không cô? Giống, đẹp trai quá. Cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công nha. Chúc gia đình hạnh phúc mãi mãi luôn. Dạ. Thành công ha. Dạ, chúc Quỳnh Linh và Lê Lộc chúc vui vui khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Chào Quỳnh Linh. Dạ. Chào cha. Dạ, con chào bà. Tôi tên là Nguyễn Thị Thu. Dạ. Quê ở Tiền Giang. Mà giờ sinh sống tại Long An. À, Tiền Giang là huyện nào cô? Chợ Gạo, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo. Dạ. Xin chào Quỳnh Linh, là một người bạn đồng nghiệp. Chào một người đồng nghiệp đó, mà đó là người đồng nghiệp với ba của người này. Chào con. Dạ, con chào chú. Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Mình là nghệ sĩ Trung Tử Long, xuất thân từ nghệ sĩ cải lương. Dạ. Chỉ biết là ca cải lương. Nhưng mà mình hát cải lương rồi, mẹ vợ mình có hát cải lương được không? À, mẹ vợ hồi xưa cũng là một nghệ sĩ cải lương. Oh. Linh biết là hồi lúc trước khi mà Trung Tử Long gặp được con của mẹ đó là nghệ sĩ Hồng Hạnh đó. Yeah. Thì lúc đó còn nhỏ nè, thì đã xem mẹ hát rồi. Cái lúc đó mẹ hát trong cái đoàn cải lương Diên An của tỉnh Cà Mau. Tuần cỏ đó. Bởi vì mình chỉ là một khán giả bình thường thôi, thì lúc đó xem về cái người này hát hay. Mà lúc đó mẹ còn nhỏ mà đẹp lắm. Bây giờ Trung Tử Long với mẹ cùng hát chung một cái bài nào đó đi. Nhà một trích đoạn. Tôi hát trong cái tài tử trích đoạn chừng dài câu thôi. Dạ. Dài câu thôi, tài tử chứ về mình già thì cả trong khổ hết nổi rồi. Dạ. Đời thương cho ông vua trụ mang mề, sai gì lồi hô khiến cơ đồ ngựa nghiêng. Quân thần phải đảo điên, còn tiếc đứng mấy trung lương, trai mật gàng ra đáp đền cho quân dương. Nghĩ lại cần thêm thương, tội gặm quá hận tố nương. Nó tới 38 câu lận. Dạ. Con ca hai câu thôi. Dạ, cảm ơn bà. Đấy, tại vì mẹ bỏ nghề cũng lâu rồi đó Linh. Thôi giờ tới Long hát giao lưu cái đi ha. Dạ, hát giao lưu hả? Hồi nãy giờ thì giờ mẹ hát, giờ Trung Tử Long xin hát là một lớp ngắn trích đoạn trong cái vở tuồng này, chắc là ai nghe qua cũng đều biết.
Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dài vô, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa không còn giữ được thì ba lạy này xin từ tạ với ân sư, gọi là những lại sau cùng. Từ bây giờ cho đến mai sau, xin giả biệt chốn Phật đài, dẫn thân vào gió bụi gian lao, không biết rồi đời con sẽ ra sao. Chánh thương sư phụ tuổi già, sống một mình giữa hoang sơ, con có ra đi vào chốn bụi hồng, thầy chỉ có một đôi lời khuyên con: đạo là ánh đuốc soi đường, con phải giữ gìn đạo tâm. Hay quá. Nói chung là mẹ vợ con rể cũng cùng chung một bộ môn nghệ thuật, đó là môn cải lương tuồng cổ, nên là chắc có thể rất là hiểu nhau. Yeah. Tâm lý cũng dễ thông cảm với nhau, đúng không cô? Cái ngày đầu tiên mà cô biết đây là con rể của mình thì cô cảm giác thế nào? Thấy con, hai đứa nó đi hát chung. Yeah. Hát chung đoàn của Duy Ngọc á. Hồi đó ổng có nói là hai đứa tụi bay mà có kết hợp với nhau á, mà hát chung nhau là hai đứa sẽ thành công. Thời gian rồi hai đứa nó thương nhau rồi nó tiến tới hôn nhân tới nay là mười mấy năm rồi. Mình thấy làm cha làm mẹ hả con, mà thuận buồm xuôi gió mà nó nương tựa với nhau để mà đi trên con đường nghệ thuật vậy thì mình rất là mừng cho hai đứa con. Vậy thôi chứ không có ý kiến gì hết. Khi mà con rể nghệ sĩ về làm rể đó, cô thấy thế nào? Có ấn tượng điều gì với Trung Tử Long không? Ấn tượng là con mình nó tìm được một cái bến dựa thật là vững chắc. Có nghĩa là hát hò gì thì Long dìu dắt cho Hạnh. Thành ra Hạnh có ngày hôm nay là nó thẳng ra là cũng nhờ rể để dắt dìu con mình. Hay quá. Ấn tượng là giỏi đó. Cái lần đầu tiên khi mà chú gặp bà đó, cái lần đầu tiên nó cảm giác chú như thế nào và chú có ấn tượng điều gì không chú? Nói thật như thế này, ngày đầu về cũng rất là sợ nha, rất hồi hộp. Ăn còn chứ không ăn. Bởi vì mẹ rất là nghiêm. Dạ. Còn một là một, hai là hai, chứ không phải là ăn nói bừa bãi. Về gặp sợ lắm, nhưng mà rất là nể. Cái khi mà về gặp được mẹ rồi, mẹ con có tâm tình đó, hồi xưa con có xem mẹ hát, không biết là nịnh mẹ câu đó là sao tự nhiên cái mẹ thương. Nịnh mẹ câu đó là sao tự nhiên cái mẹ thương. Xưa có con này hát, mẹ hay lắm. Trời, cũng đâu biết nay mẹ làm mẹ vợ của con đâu. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Khi mà con rể về ở với mình nó làm rể á, thì nó có lo lắng gì cho mình, hay là nghệ sĩ cứ đi suốt xong rồi cứ về chỉ biết chào má rồi đi thôi? Đúng rồi, mắt đi hát đi dữ lắm, tụi nó xô nó đi chặt cứng. Dạ. Luôn. Cái tỷ như dỗ ba nó, ngày mai dỗ thì nó đi hát ở miền tỉnh á, tối hát xong rồi nó về tới là 3-4 giờ khuya. Dạ. Chuẩn bị cơm nước tụi nó về ăn, ăn xong rồi là tụi nó ngủ, sáng cái thì dỗ, dỗ xong rồi cái ở đó tới chiều vậy cái là có xô, xô có trước rồi là chiều nó làm mặt làm mãi đó rồi đi luôn. Dạ. Thì mẹ con cũng không có tâm tình nhiều, nói thẳng ra là con mà nó có cái lịch đi hát được vậy cũng mừng. Dạ. Dạ, chứ cũng không có phiền phức gì. Nói làm rễ cho vui chứ về ăn không ngủ đi không, đúng không? Nhưng mà cũng không có ăn gì đó á. Ăn cơm thì chỉ có cá kho vậy thôi, cá kho. Bỏ me vô kho, lỉnh bỉnh lặng bảng, rồi rau rác chỉ chấm vậy ăn. Chứ không ăn thịt heo. Dạ. Thịt heo mà chén mày rửa không sạch nó cũng ói nữa. Khi mà mẹ vợ á, là lo cho con rể như vậy, có bao giờ con rể nấu cơm rồi cho mẹ vợ ha? Làm gì cho mẹ vợ chưa? Cái vụ mà nấu cơm thì Trung Tứ Long bó tay rồi. Hồi đó giờ không biết, nó tới thật lòng mà nói nha. Dạ. Nhưng mà rất là khó tánh, nhưng mà không nấu cơm. Mẹ thì về tới nhà thì mẹ lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ, dăng cái mùng để cho Trung Tứ Long với về và nghĩ như là đó là một cái nghĩa cử rất là cao quý đối với một cái bà mẹ vợ cũng như là
là xem như là bạn mẹ ruột vậy đó. Từ cái chỗ đó mình mới suy nghĩ là mình rất là thương. Có khi có dịp là Trung Tới Long với ông Hạnh đi biểu diễn ngoài Hà Nội á. Hà Nội cái đi máy bay mày bị bão đó, cái mẹ này con ơi có sao không, thôi để mẹ nhà mẹ tụng kinh mẹ cầu cho hai đứa con bình an. Một câu nói thôi nhưng mà mình nhói trong lòng. Trung Tới Long cũng có đáp lại một tấm chân tình với mẹ là em ơi thôi đi ra ngoài chợ Bắc Ninh đó, lúc đó đi hát từ hát Bắc Ninh, em tìm mua cho mẹ những cái món đồ gì quý gì cho mẹ. Mua áo lạnh lạnh tham gia rồi mình vậy. Nói quý rồi đó, ở ngoài kia thì nó chuyên về bán gì áo lạnh thì đem cái áo lạnh thật là tốt rồi lại đem về tặng cho mẹ. Ở miền Nam nó nắng muốn nóng muốn chết mà nó rồi nó mua mền đó, mền thì mà tao nói nó dày gì nè, đem về về để đó không cho đâu rớt á. Thì mua cái áo lạnh mà loại áo lông cừu. Dạ mua về tặng cho mẹ là trời ơi cái này sao mặc được, sao mình sử dụng được đâu, nóng muốn chết mặc cái này vô coi nó mà chết luôn. Nhớ lời mới thấy mình mắc cười. Nhưng mà có tấm lòng gì cũng vui cô ha. Con không biết là ở nhà là không biết bà với chú hợp nhau điểm gì hả bà hả? Nói thẳng ra là Lâm này cũng ít nói lắm. Dạ. Và đây cũng ít nói nữa. Mẹ con thấy chỉ về cái nó gặp mẹ con mới về. Thế rồi cái nó về nó leo lên cái võng nó nằm bắt đi thịt như coi. Thấy nấu cơm này lau cơm xong cái cơm rồi tụi con lên ăn đi. Ăn cơm xong rồi tụi nó đứa ăn Hạnh thì chung phòng nằm bấm điện thoại rồi nó nằm dẫn bấm. Thì nào có khách hứa tới gì đó thì tụi nó ra tiếp. Vậy là xong rồi cái chuyện đi thì mẹ tụi con đi nhá. Tôi xách xe đưa ra ngoài thì nhầm lộ xe thì xe đẩy chỗ nó vô được khúc ngoài, còn có đường quẹo vô hơi nhỏ đó, vô không tới nhà. Rất xe máy chở ra. À, xe máy đưa ra. Mẹ vợ chở con rể ngồi sao? Mẹ giỏi lắm à. Chở hai chồng luôn. Cái đường mà nhỏ quá Long chạy xe dở lắm. Dạ. Chạy té hoài à. Anh không dám chạy, cái mẹ phải chở Long với Hạnh đi ra ngoài. Cách khoảng chừng 200m à. Tôi lên trên nhà tụi nó trên này đó. Dạ. Cái ở sớm á người ta nói là chị là mẹ của Trung Tư Lâm phải không? Nói là mẹ Trung Tư Lâm. Còn chị xưa tôi thì nói là mẹ của Hồng Hạnh. Thì nhỏ này để giống bà già chồng. Chị xưa thì đã bị nhỏ mẹ. Nhỏ cô. Mặc dầu thí dụ như không có lo cho mẹ nấu cơm hay là rửa chén phụ mẹ, nhưng mà mình lo về một cái vật chất khác như là lo cái tinh thần. Thí dụ mình đi xa lúc mà Long bận á, em điện thoại gì cho mẹ hỏi thăm mẹ, mẹ thế nào, khỏe không, cuộc sống như sao, ăn uống được hay không, mẹ ơi mẹ bệnh phải không, tụi con chở mẹ lên để trị cho mẹ liền. Cũng là mỗi ngày có liên hệ về với mẹ. Nhưng mà sao Long không từ gọi điện mà phải nhờ qua vợ gọi? Long nội giờ nói chuyện với mẹ nó hai mẹ con biết nói gì. Mẹ khỏe không, mẹ có ăn uống được không, chỉ gì thôi hết. Còn ví dụ như Hồng Hạnh á là con ruột thì nói chuyện là hai mẹ con tâm sự với nhau thì nói thật là nó dễ hơn. Nhưng mà có bao giờ mà thấy con rể mình nó làm phật ý mình mà mình buồn cái điều gì chưa? Nhiều khi có cái là nhiều khi vợ chồng nó có trên này có cãi cọ làm gì không cãi, mà mỗi lần hả cãi cọ cái nó điện thoại nó mắng vô, mà nó điện thấy nó cái rung rồi trời ơi. Nó điện vụ gì đây mà không điện lên giận con Hạnh mà cứ cà lăm. Mẹ tao có gì mẹ hoài mà cứ mẹ con Hạnh nó hung dữ rồi mẹ rầy nói giùm con mà cứ cà lăm hoài á, con thích cười. Vậy là con rể tin tưởng mẹ lắm. Nhưng mà chú ơi, con không biết là chú với cô là bao lâu hay là thỉnh thoảng là khi nào thì về thăm bà một lần hả chú? Trung Tư Long với Hồng Hạnh thì cũng phải về thăm mẹ thường lắm, bởi vì cái tuyến đường mà đi hát ngang đó. Đi hát ngang. Khi đi ngang có nói mẹ con về, con với Hạnh về, mẹ tội nghiệp. Chờ không chuẩn bị chờ tặng xe chứ xe cộ sẵn bạn chờ rước con rể con ruột vô cái tới chừng tới gần tới giờ nó mẹ ơi trễ rồi tới giờ không kịp thì con đi luôn thì mình nói cái là chắc có lẽ là mẹ cũng hơi buồn thì mẹ nói ừ, nhưng cái tiếng ừ đó mình hiểu được cái nỗi lòng của mẹ giận ừ mà giận chứ không phải ừ thương. Nhưng mà bà có giận thì không, bà có giận không? Giận thì không có giận, nhưng mình buồn chút thôi. Có một lần hai đứa nó về dỗ ba đó, về cũng 3-4 giờ khuya không à, về tới cái cũng nấu đồ ăn để sẵn hết, về tôi nó lục nó ăn dọn ra cho ăn xong cái mới có 6-6 giờ sao thấy bữa nay sao tôi phải dậy sớm để không nói bạn gái. Mẹ ơi, mẹ cho con với anh Long đi cả bè đám cưới đi chút, tụi con tranh thủ về thì ở quê mà đám dỗ mà nghe tụi này về người ta trông tụi này về đặng hát ca rồi á, đông lắm người ta trông tụi này hát. Nó đi đám cưới làm sao không biết mà đi mất tiêu cho tới 10-11 giờ không thấy về. Điện nó con dây liên hoài không có, tới chừng 1 giờ nó mới về tới. Trời ơi tức giận quá trời. Lần đầu tiên thấy mẹ khóc á.
đâu có dám vô gặp mẹ nói chuyện đâu. Lánh mặt. Lánh mặt ra ngoài là không dám nói thật. Để vợ đưa mặt ra lãnh. Để cho Hồng Hạnh vô tâm lý mẹ. Lúc đó giận tán mấy bậc trai á. Trời ơi. Tán rồi bà Hạnh mới khóc thô nghiêu ngao mà lên cầm micro hát. Mà vừa hát vừa khóc thôi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Lúc mà thấy đánh vợ mình á, lúc đó lòng sợ không? Nể sợ, né qua bên có dám lại gần đâu. Lại gần vô khi chết rồi, vô không vô cứu vợ luôn hả chú? Có nghĩa là thế này nè, cái đó là mình lỗi mà. Hai đứa lỗi có cái ngày trọng đại của gia đình mà mình lỗi. Mấy đợt sau thôi, cái gì cái ngày đó là phải né ra, dứt khoát không nhận xô dù ở đâu. Bây giờ thử xem Hồng Hạnh sẽ nói điều gì nha. Dạ. Đối với mẹ vợ thì Trung Như Long á thì không có nói ra ngoài mặt, nhưng mà trong lòng đi chợ hay những gì đó thì hỏi em sao ông mua này cho mẹ. Thì Hồng Hạnh thấy ha, sao mình gái mà mình không có tỉ mỉ bằng chồng mình nữa. Hạnh cảm thấy là một người rể mà lo cho mẹ, tuy là không có ra mặt nhưng mà trong lòng giờ thằng Hạnh rất là vui. Những cái chuyện mà hai vợ chồng lục đục với nhau thì vợ chồng nào mà không có lục đục thì đôi lúc giận nhau thì Long bỏ đi, thì Long điện thoại cho mẹ liền, mẹ ơi mét mẹ là con không hài lòng này kia, thì điện cho mẹ là mẹ biết là mẹ điện điện thoại cho Hạnh, nói sau la Hạnh nói là tại sao con như vậy, tại vì con lựa chọn, con tự quyết định, bây giờ cũng đã lớn hết rồi, đứa nào nó cũng lớn hết rồi, thì suy nghĩ chín chắn nha, không có mà có vụ mà giận nhau rồi đòi thôi nhau hay là ly dị nhau là mày không có đồng ý điều đó. Thì Hạnh nghe lời mẹ, đôi lúc giận lên vợ chồng mà giận lên thì không có kiềm chế được, toàn là mẹ Minh Long không, như con gái không ra rìa. Cho nên qua cái chương trình này thì Hạnh mong là Long và mẹ hiểu em hơn, chứ không phải là hai người bên nhau rồi không bên con gái nữa, rồi coi như là những cái điều gì mà khúc mắc mà không vui đó thì mình cứ giải bài những cái chuyện gì mà mẹ không thích Long này, hay là Long không Long mà con không có ấy này kia, thì cứ nói cho mẹ hiểu hay là Long hiểu, vậy thì hai người sẽ cởi mở nhau, sẽ thương nhau nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn chương trình. Hôm nay một ngày mà hai vợ với chàng rể ngồi nói chuyện với nhau cũng rất là vui ha. Hy vọng rằng cái mối tương quan này nó sẽ bền chặt mãi mãi luôn. Cảm ơn cô rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hôm nay thì cô có muốn nói gì với con rể mình, muốn thay đổi điều gì không, có dặn dò gì không? Chỉ riêng con bây giờ Hạnh nó cũng còn bật chạc dữ lắm, bây giờ con lớn rồi nó còn gán, con kèm kẹp, con phiên dạy lại nó đặng mà cho vợ chồng êm ấm vậy thôi, chứ giờ mẹ không có ở gần mà mẹ phiên bảo được nó. Chỉ cầu mong mà hai đứa hạnh phúc rồi yên vui là mẹ vui rồi, chứ nghe mà lục đục cái buồn dữ lắm. Còn con thì qua chương trình này con xin hứa với mẹ là con sẽ không làm những cái gì để cho mẹ buồn, sẽ cố gắng sẽ làm những cái gì cho mẹ vui để mẹ sống lại với con với cháu trong khoảng còn lại của mẹ. Một cái kỷ niệm của chương trình để lâu nhìn nhớ Quyền Linh Lê Lộc ha. Đẹp quá.